Chào mừng mọi người đến với Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay tự nhiên mình thèm ăn thịt kho hột vịt với lưu giá các bạn. Tự nhiên cái thèm á, thèm luôn, thường thường là chỉ gần Tết mới thèm món này nè. Đó, mình kho một cái nồi thịt kho hột vịt, với lại mình vừa làm dưa giá mà làm theo kiểu cấp tốc ăn liền đó các bạn. Trời ơi, tao nói bây giờ mình coi video là mình cũng thấy đói bụng á. À, các bạn thấy có hấp dẫn không nè? Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình có một chút chia sẻ với các bạn. Có một cái này, mình sắp tới giờ đi đón hai đứa con của mình rồi. Tính của mình thích chị em mình có gì hay hay mình chia sẻ với nhau. Thì có bao giờ các bạn suy nghĩ là làm cách nào để mình nhận được đồ free, xài không tốn tiền? Ngoài những cái sample nhỏ nhỏ ở ngoài chợ mà lâu lâu mình đi giống như Costco, họ cho mình ăn chút chút, hoặc là một chút bịch xà bông, sữa tắm này kia thôi, hoặc là những chai nước hoa mà mình phải mua những món hàng trị giá lên tới cả 200-300 đô một chai nước hoa size lớn ở trong siêu thị, trong mall, thì người ta mới cho mình những cái chai nước hoa mini nhỏ nhỏ mua thử. Thì làm cách nào để mình lấy free, mình không cần phải mình đi mua những cái sản phẩm mắc tiền như vậy? Thì có hai cách. Là thứ nhất á, là các bạn sẽ lên Facebook của mình, những cái trang mạng xã hội Facebook hoặc là TikTok hoặc là Instagram, thì nó có hay những cái mẫu quảng cáo của những thương hiệu nước hoa lớn, hoặc là những cái trung tâm thương mại mua sắm lớn giống như là Bloomingdale, Saks Fifth Avenue hoặc là Macy hoặc là Nordstrom ở bên Mỹ. Nó hiện lên á, nếu mà các bạn không có tương tác với nó nhiều thì nó sẽ không hiện lên những cái mời gọi mình đăng ký để lấy những cái sản phẩm nước hoa miễn phí. Thì các bạn phải tương tác với họ bằng cách là các bạn thấy quảng cáo của họ thì các bạn bấm like, hoặc là lâu lâu các bạn có thể vào cái trang web của họ hoặc là vào cái trang Facebook của họ, các bạn kéo lướt lướt, các bạn giống như các bạn đi ra ngoài mall mà window shopping, thì mình là online shopping vậy đó, mình không có mua thì mình lên coi, thì mình ở đó khoảng chừng 2 phút, 3 phút, 5 phút trở lên, thì từ từ á nó sẽ hiện những cái mẫu quảng cáo cho các bạn thấy. Thì những cái người nào hay tương tác với bạn thì nó mới hiện lên, thì lâu lâu nó hiện lên giống như Macy vậy đó, nó hiện lên là quảng cáo, là nó nói là các bạn có muốn lấy mẫu nước hoa thử của những hãng về vậy không. Thì khi mà các bạn thấy cái quảng cáo mà nó có cái chữ sign up là đăng ký á, thì hoặc là register, thì là các bạn biết chắc chắn là nó sẽ offer mời gọi cho mình cái gì free, thì mình bấm vào, thì nó nói là mình sẽ làm những cái bước sau đây để mình lấy được cái những sản phẩm free gửi về nhà. Những cái sản phẩm free theo cái dạng mà tương tác qua quảng cáo đó thì là những cái sản phẩm mini size thôi, nhưng mà họ cho rất là nhiều. Thì các bạn biết mà, nước hoa mà mình chỉ cần nước hoa, những cái nước hoa mắc tiền mình chỉ cần xịt một hai hơi là nó thơm cả ngày, thì những cái chai mini nhỏ đó mình có thể xài được lên tới khoảng 1-2 tuần. Thì các bạn bấm vào sign up thì các bạn sẽ điền thông tin của mình, thông tin không có cần gì mà nó hơi không có an toàn đó, các bạn chỉ cần các bạn cho tên và cái zip code và cái số nhà, địa chỉ nhà để người ta ship tới nhà của mình. Và các bạn nên nhớ là mình chỉ đăng ký những cái trang web mà uy tín, có tích xanh, hoặc là những cái trang web mà mình biết chắc là nó là chính thức của những cái thương hiệu hoặc là những cái trung tâm mua sắm thôi nha. Thì sau đó thì khoảng từ 3 tuần đến 1 tháng thì họ sẽ ship về nhà cho mình một cái hộp. Đây, giống như cái này là của Bloomingdale á các bạn. Họ sẽ ship cho bạn một cái hộp, trong đó là có vài chai nước hoa mini nhỏ, và họ cho rất là nhiều nước hoa thương hiệu nổi tiếng và những cái nước hoa mà nó mới vừa ra cho ra đời, họ muốn mình trải nghiệm thử để mình biết cái mùi nước hoa đó có hợp với mình hay không, để mình có quay trở lại cái trung tâm mua sắm của họ để mua cái chai lớn. Thì họ là rất là thông minh, thì nước hoa các bạn rất là kén, đâu phải là người này xài hộp là mình xài hộp đâu, thì mình phải thử mình mới biết đó. Cho nên là đó là cách mình có thể lấy những chai nước hoa mini size về miễn phí, và họ cho rất là nhiều các bạn. Và những cái hoặc là những cái thương hiệu họ cho riêng, giống như là của lâu lâu của Hermes họ cũng cho, hoặc là của Estee Lauder họ cũng cho, thì mình cứ thấy quảng cáo mình thì Facebook mà nó hay nhảy quảng cáo lắm, nếu mà các bạn không tương tác thì nó sẽ không nhảy ra, còn nếu mà các bạn bấm like tương tác nó sẽ hiện ra, và nó sẽ chỉ cho cái sample với những người nào hay tương tác với nó thôi. Thì các bạn xem, mình lấy rất là nhiều được những cái mẫu nước hoa nổi tiếng nè. Nè các bạn thấy không, YSL
Còn những cái mà nó mới là vừa cho ra mắt không nè. Đó, rất là nhiều. Đây, cái này mình xài không biết bao giờ cho hết luôn. Đó, đây, những cái mẫu mà nó đang gọi là, đây, cái này, cái crit này rất là mắc tiền và nổi tiếng nè các bạn. Đó, thì những cái chiếc nước hoa mà mắc tiền vậy thì mình phải xài thử thì mình mới biết là nó có hợp với mình hay không, thì mình mới bỏ số tiền 300-400 đô, 200-300 đô để mình mua cái Burberry nè. Đó, Good Girl nè, Good Girl, Gucci. Ồ, quá trời luôn. Đó, cái này chỉ là một phần nhỏ của mình nhận được thôi các bạn. Đó, này nè, Lancôme nè. Còn những cái mùi mà mùi rất thơm các bạn ơi, những cái nước hoa mà nổi tiếng sau này cái mùi nào cũng thơm hết trơn á, mà nó bám lâu trên người mình á, mình mặc, mình treo cái áo khoác đó, hả, cả tuần á, mà nó thơm, nó thơm luôn cái phòng của mình luôn. Đó, này là chỉ một phần nhỏ thôi các bạn, mình còn nhiều lắm. Đây, mình còn trong đây nữa, quá trời quá đất luôn. Đây các bạn dầm nè. Mà cái này hồi xưa mình muốn có là mình phải đi mua nước hoa chai lớn ở trong mall, mình mua hả chai 200-300 đồng mới được cho. Và cách lấy free thứ hai đó là các bạn tham gia vào cái trang web gọi là influencer. Đây, đấy, thì các bạn sẽ download cái trang web này về và các bạn sẽ làm những bước sau đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video nhỏ nhỏ để các bạn tải về và làm cách nào để các bạn lấy được sản phẩm free. Và đặc biệt cái trang web này các bạn sẽ lấy được full size, có nghĩa là chai size lớn hoàn toàn, và những thương hiệu rất là nổi tiếng. Và cái cách tạo cái profile cho mình, những cái gọi là cái background, những cái thông tin cơ bản của mình để họ hiểu cái phong cách của mình, để mà họ chọn cái người đó, họ gửi cái sản phẩm đó về, chứ không phải là họ cứ chọn cho hết đâu các bạn. Và mình rất là bất ngờ, sau một tháng mình đăng ký, mình tham gia cái này, thì tham gia cái này các bạn phải kết nối những cái mạng xã hội với họ. Một tháng mình tham gia influencer thì mình đã nhận, mình rất là bất ngờ và rất là sốc, mình nhận được một chai nước hoa Tom Ford. Oh my god, mình không thể nào tin vô mắt mình luôn. Chai Tom Ford này là chai full size và giá bán lẻ tại các mall là khoảng 400 đô các bạn. Đây, cái chai này nè. Và mình rất là thích cái chai này luôn á. Và mình trong cái trang web, trong cái background của mình, trong cái survey, họ sẽ gửi cho các bạn những cái survey là những cái bảng câu hỏi thăm dò ý kiến, thì họ sẽ hiểu mình là cái người có sở thích, có những cái taste như thế nào. Thì đúng ý của mình luôn, tại vì mình cũng có thể hiện trong cái những cái câu hỏi là mình là người thích những cái mùi rất là đậm mạnh, như mùi của đàn ông vậy đó, mùi giống như mùi gỗ, mùi trầm, mùi nó khói. Thì mình họ cho gửi cho mình cái chai này, mystery này của Tom Ford. Mình rất là bất ngờ, sản phẩm đầu tiên mà mình nhận được từ influencer là một chai nước hoa rất mắc tiền, luxury như này luôn á. Và mình nói chung là mình cũng không phải tham gia mình cứ đánh bậy 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 đâu, mình cũng phải có tâm chút thì họ mới có tâm với mình. Và cái sản phẩm thứ hai, trong vòng không tới một tháng họ gửi cho mình một sản phẩm nữa, cũng một dòng sản phẩm nữa cũng gọi là cũng cao cấp, đó là Estee Lauder, là kem che khuyết điểm dòng mới ra của họ luôn. Mà chai full size, chai gọi là gì, full size là chai lớn, size lớn luôn các bạn. Đây là, và họ có gửi đúng cái tông màu của mình luôn, chứ họ không có gửi đại nha. Cho nên là cái việc mà các bạn trả lời câu hỏi mỗi ngày của họ gửi rất là quan trọng. Đây, thì á, các bạn biết mà những cái sản phẩm mà mắc tiền á, mình không có biết chắc, mình xài hạt thì mình cũng hơi ngại, mình không có mua. Mà họ gửi như vậy rất là thông minh. Đó là cái cách mà mình họ muốn tiếp cận với khách hàng. Mà mình không có biết là tại vì mình có kết nối với những mạng xã hội nhiều thì họ gửi cho mình nhanh hơn những cái bạn tham gia khác. Tại có nhiều bạn tham gia tới một năm mà cũng không nhận được những cái sản phẩm thương hiệu lớn mắc tiền vậy. Thì ngoài ra những cái này họ còn cho các bạn những cái gọi là cashback, gọi là trả tiền lại đó. Thì những cái đồ rẻ rẻ một chút như là đồ grocery store, đồ mà đi chợ mua đồ ăn thức uống, đồ xài trong gia đình á, thì họ sẽ cho mình một cái list chọn những cái sản phẩm đó, giống như là cái hãng đồ ăn, đồ ăn liền á, đồ mà theo phong cách của người Hoa, cơm chiên, mì này kia đó, trong mà đông lạnh đó các bạn, thì họ cho mình chọn.
mình chọn cái sản phẩm đó thì mình sẽ đi chợ mình mua, và mình sẽ qua trang web mình upload cái bill tính tiền của mình lên, họ sẽ trả tiền lại cho mình, và họ trả nhiều tiền hơn nữa cơ, họ còn trả tiền gấp đôi cho mình nữa, để anh chị mình ăn thử và mình đánh giá giùm họ. Mình có thể đánh giá không tốt, mình có thể chê, mình có thể khen, đó là tùy theo mình, chứ không có ép mình phải khen họ đi. Mình phải thật lòng trải nghiệm. Và đồ chơi của con nít nữa, họ cho mình chọn á, rồi mình chọn được, nó gửi đồ chơi gì cho con mình, mà cái đồ chơi cũng mắc tiền, các bạn, cũng phải 50-60 đô gì đó, cho mình rất là bất ngờ. Và sắp tới họ sẽ gửi cho mình một cái chai sữa tắm cũng mắc tiền nữa, và thì mình rất là vui, tại vì các bạn biết phụ nữ mà thích cái gì free thích lắm. Đúng không các bạn? Hồi xưa mình ở Việt Nam mình không có tính đó, xong mà mình qua Mỹ mình hay, mình gọi là mình thấy mình giống như mình biết tiết kiệm nhiều hơn, mình thấy mình khi mình hơi cheap luôn, hơi rẻ tiền đó. Thích free nè, thích đồ giảm giá nè, thích đồ discount nè, thích đồ cho rồi kìa. Nói chung là không có hại gì mình, thì mình cứ làm thôi, nhiều khi mình làm mình mới có cơ hội để mình biết được nhiều hơn đó. Thì một chút chia sẻ với các bạn, thì mình sẽ làm một cái video nhỏ, mình giới thiệu cho các bạn cái influencer này, và các bạn sẽ download qua và tham khảo, và nó không có ảnh hưởng gì đến cái gọi là an toàn, không an toàn an ninh mạng gì hết các bạn. Nó là một trang web chính thống và rất là an toàn và hữu ích, chứ không phải là scam hay là cái gì đâu. Nên các bạn đừng lo, mình là một cái YouTuber rất là nhỏ xíu, cho nên mình không có mang tính chất quảng cáo hay là ăn tiền quảng cáo hay là gì hết, thì mình chỉ thích chia sẻ thôi, thì nên các bạn yên tâm. Ok, bây giờ mình tới giờ mình đi đón con, mình đi đón con đi học về rồi, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye. Đây các bạn thấy không, mình vào Apple Store mình thấy influencer đó, thì mình sẽ tải cái phần đó về influencer review, các bạn thấy không, mình tải cái phần mềm này về nha. Cho app influencer của mình đây, khi mình mới vào là mình đang được cho cái sản phẩm như thế này, nó sẽ hiện lên cái trang trang chủ của mình đó. Đây là cái sản phẩm nó sắp gửi về cho mình. Bây giờ mình sẽ ra màn hình chính, các bạn sẽ thấy những cái dòng chữ ở trên đây. Rồi để mình vô activity nè, activity những cái gì mình đã post. Rồi mình sẽ vô info. Vào info các bạn sẽ điền hết những cái thông tin mà họ hỏi các bạn ở trong đó, những cái sở thích, những cái hoàn cảnh của bạn như thế nào đó, các bạn sẽ điền hết. Và các bạn sẽ vào interest, thì những cái gì mà các bạn thể hiện cái tính cách của các bạn về giống như về trang điểm nè, về thức ăn, đồ uống nè. Các bạn thấy những cái mục đó không, về đồ điện tử, thì các bạn phải làm hết tất cả những cái thông tin đó, và cuối cùng là các bạn sẽ hoàn tất về thông tin cá nhân của mình, địa chỉ nhà này kia, thì các bạn sẽ bắt đầu những cái task, những cái nhiệm vụ của mình mỗi ngày mà họ đưa ra. Còn đây là mình vào đó, mình vào cái phần activity của mình nè, và mình vào tier là những cái level của mình đó các bạn. Đó thì nói chung là họ hỏi cái gì thì mình điền hết luôn. Đây là những cái người mà mình những cái người mà bạn follow mình á, theo dõi mình. Và ngoài ra mình cũng phải follow người khác nữa, thì cái lượng follow nó cũng giúp mình đạt được những cái sản phẩm free. Đây nè các bạn, daily task là mỗi ngày nó sẽ hiện lên trang chủ của mình. Nó sẽ hỏi mình là mình dùng những cái sản phẩm này chưa, và mình sẽ chọn vào những cái hãng này, và mình sẽ chọn một cái sản phẩm cụ thể nào đó. Mình bấm vào mình review, mình đánh giá bao nhiêu sao, mình sẽ để lại cái lời bình luận của mình trong đó. Và nếu mà các bạn có sẵn ở nhà thì các bạn up hình lên thì nó có giá trị hơn. Đó, thì mỗi ngày họ sẽ hỏi mình một câu hỏi về bất kỳ sản phẩm nào, gia dụng, đồ ăn, đồ uống, trang điểm, make up. Thì những cái sản phẩm đó, cái nào mình có ở nhà thì mình chụp hình của mình lối lên, còn không có thì mà các bạn có thể bỏ qua cái phần upload hình, các bạn để lại bình luận không cũng được, chứ không nhất thiết phải up hình. Có một cái mình muốn chia sẻ là khi mà các bạn trả lời những cái câu hỏi giống như là survey ở trong đó thì lâu lâu họ sẽ gửi một cái email. Trong cái email mình cung cấp cho họ đó, thì họ sẽ nói hôm nay họ sẽ gửi cho các bạn có thể được gửi một cái gọi là Vox Box, cái hộp đồ free á, thì các bạn phải vào làm tham dò ý kiến. Thì các bạn sẽ nhận được email đó, các bạn biết là bạn phải vào cái phần mềm influencer, vào đó mình sẽ làm cái bảng tham dò ý kiến. Thì khi mà họ hỏi các bạn là giống như thí dụ như nước hoa đi, họ hỏi là các bạn thích nước hoa dòng gì, mùi gì, thường thường các bạn shopping mua nước hoa bao nhiêu tiền, rồi các bạn có share cái nước hoa đó với chồng của bạn hay không, rồi các bạn có đảm bảo là sau khi các bạn xài các bạn có thể lên những trang web quảng cáo gì mà hay không, có chấp nhận post gì mà hay không. Thì
khi mà họ hỏi về cái sở thích của bạn á, thì các bạn nên thể hiện rõ cái cá tính của mình hơn là bằng cách là các bạn cứ đánh hết. Đánh hết không có cho đâu. Các bạn phải phải tạo, mình có sao mình nói vậy, giống như tính của mình là mình thích cái mùi mạnh thì mình cứ đánh trong những cái câu hỏi đặt ra là mình đều đánh những cái mùi mạnh, chứ thường thường mà nếu mà mình cứ đánh bậy bạ là hầu như họ mới gửi gì cho mình hết á. Khi mà họ hỏi là các bạn có đồng ý chấp nhận post review lên những mạng xã hội cho các bạn hay không, thì các bạn phải nhấn có nha, tại vì mình đồng ý thì họ mới gửi cho mình. Rồi đó, thì là một chút chia sẻ với các bạn là khả năng các bạn được nhận cao hơn là các bạn đánh lung tung, các bạn cứ đánh là thể hiện có cái ý kiến của mình á, thì lúc đầu mình đánh sao lúc sau này họ hỏi thêm, cái họ hỏi lại thì mình vẫn đánh vậy. Thì có khi có một cái như vậy nè, khi mà có thông báo mới họ sẽ gửi đồ, có khả năng mình sẽ được nhận đồ hoặc là mình sẽ được chọn những sản phẩm free ở ngoài chợ á, thì họ sẽ gửi vào email của mình, nhưng mà thường email nó đến chậm hơn là các bạn vào check trực tiếp ở trong trang web. Thì mình chậm thì đồ nó hết, cho nên là mình thường thường mình ngủ dậy thì mình sẽ mở thẳng vào trang web mình coi luôn cái phần mềm, mình coi luôn là cái check mail là thường mail nó đi sau không à. Đó, thì một chút chia sẻ với các bạn, thì mình chúc các bạn sẽ thành công, và nếu có câu hỏi gì các bạn nhớ để dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời với các bạn nhanh nhất có thể nha. Bye.